Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị quay trở lại với kênh Phong Thủy Lộc Tài, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy tại Việt Nam. Quý vị thân mến, nhắc đến cây lưỡi hổ, chắc chắn không ai trong chúng ta cảm thấy xa lạ đúng không ạ? Cây lưỡi hổ là một loại cây không những tốt cho sức khỏe mà còn có tác dụng to lớn trong phong thủy. Chính vì vậy mà có rất nhiều gia đình lựa chọn bày trí nó trong không gian sống của gia đình. Tuy nhiên, các chuyên gia phong thủy cho rằng cây lưỡi hổ chỉ phát huy tác dụng ý nghĩa đặc biệt nếu được trồng bởi người hợp tuổi. Vậy, còn giáp nào nên trồng cây lưỡi hổ? Xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng đón xem ngay trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi đến với nội dung chi tiết, quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn chuông để có thể nhận những thông báo mới nhất tới từ kênh Phong Thủy Lộc Tài và biết thêm nhiều chi tiết hơn. Trước khi tìm hiểu cây lưỡi hổ hợp với tuổi nào thì các bạn hãy cùng với kênh Phong Thủy Lộc Tài tìm hiểu xem ý nghĩa phong thủy của cây lưỡi hổ để có thể hiểu rõ hơn về loài cây đặc biệt này. Cây lưỡi hổ có nguồn gốc từ vùng nhiệt đới của phía đông Cộng hòa Dân chủ Congo. Theo quan niệm, các nhà khoa học phương Tây nghiên cứu cho thấy cây lưỡi hổ trong phong thủy có tác dụng trừ tà, xua đuổi xui xẻo, mang đến vận may cho gia chủ và các thành viên trong gia đình. Quan niệm của phương Đông về cây lưỡi hổ biểu hiện sức mạnh hung dữ của loài chú sơn lâm, là một loại sức mạnh mà thiên nhiên ban tặng cho mỗi gia đình để tránh khỏi những điều xấu xa trong cuộc sống. Ngoài ra, lá cây lưỡi hổ hình nhọn dài vươn lên còn thể hiện sự quyết đoán, dũng mãnh, uy nghiêm và ý chí tiến lên. Cây lưỡi hổ sẽ là món quà ý nghĩa đem đến cho bạn bè và người thân những điều may mắn nhất. Mừng tân gia an lạc, gia đình hạnh phúc, trong công việc chúc hòa thuận xuôi gió, đây chính là món quà đầu năm ý nghĩa nhất và ý nghĩa chúc mừng một gia đình năm mới hưng phát, tài lộc đầy nhà. Cây lưỡi hổ khi để trong nhà được ví như một chiếc máy lọc không khí tự nhiên. NASA đã từng công bố rằng cây lưỡi hổ là loài cây có tác dụng thanh lọc không khí, hấp thụ chất gây ô nhiễm, có thể hấp thụ được tới 107 loại độc tố, cải thiện không gian sống. Cây lưỡi hổ cũng là cây thần dược của mọi gia đình, khi cây có thể chữa các bệnh về da, tiêu hóa, hen suyễn, răng miệng, viêm họng, ho hay viêm tai mông mủ. Vậy những người nào nên trồng cây lưỡi hổ và cây lưỡi hổ hợp với những mệnh nào, cây lưỡi hổ nên đặt theo hướng nào? Để có thể giải đáp các câu hỏi này thì xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi trong phần tiếp theo của chương trình ngày hôm nay. Thứ nhất, cây lưỡi hổ hợp với những tuổi nào? Theo chuyên gia phong thủy, những người tuổi Ngọ sẽ có thêm nhiều may mắn hơn nếu lựa chọn cây lưỡi hổ để trồng. Những người tuổi Ngọ được biết đến là những người mạnh mẽ, kiên cường và đầy nhiệt huyết. Họ hướng ngoại, xuất chúng và có khả năng lãnh đạo tốt. Về mặt tài chính, họ cũng rất tốt bởi kiếm tiền rất giỏi và biết cách tiêu tiền. Những tính cách này rất hợp với những cây lưỡi hổ, loài cây có lá vươn thẳng, cứng cỏi và độc lập. Cùng đồng thời, người tuổi Ngọ lại đôi khi nóng nảy, ham lợi lớn nên rất dễ dẫn đến công việc thất bại, làm ăn thua lỗ. Trồng cây lưỡi hổ sẽ giúp cho họ xua tan đi vận khí không tốt, đẩy lùi những điểm xấu và mang lại may mắn, tài lộc cho gia chủ. Thứ hai, cây lưỡi hổ phù hợp với những mệnh nào? Nếu bạn quan sát, sẽ thấy lá của cây lưỡi hổ có màu xanh và viền vàng với hình nhọn giống lưỡi dao. Đây là những gam màu phù hợp với người mệnh thổ và kim. Vì vậy, cây lưỡi hổ từ trước đến nay được xem là bùa hộ mệnh tương sinh cho người mệnh thổ và mệnh kim. Những người mệnh thổ và mệnh kim có màu bản mệnh là màu vàng, bởi vậy mà màu sắc của cây lưỡi hổ đây chính là yếu tố phong thủy bổ sung cho hai mệnh này trong cuộc sống. Cây lưỡi hổ sẽ giúp cho hai mệnh này phát huy được vận thế tốt, sự nghiệp thành công, nhiều việc thuận lợi và hanh thông hơn. Người mệnh thổ và mệnh kim khi lựa chọn cây lưỡi hổ trồng trong nhà nên chú ý đến không gian xung quanh để có thể lựa chọn kích thước cây cho phù hợp và nên đặt ở vị trí hướng nam. Thứ ba, cây lưỡi hổ nên đặt ở vị trí hướng nào? Vị trí tốt nhất để bố trí cây lưỡi hổ trong nhà hoặc trong văn phòng phải là khu vực bát quái được nuôi dưỡng bởi yếu tố mộc. Do đó, hướng đông, đông nam và hướng nam là khu vực lý tưởng nhất để đặt cây lưỡi hổ. Khu vực phía Bắc có thể bị suy yếu bởi sự hiện diện quá mạnh mẽ của yếu tố mộc, ví dụ như có quá nhiều cây xanh. Vì vậy, cách tốt nhất là tránh sắp xếp nhiều cây xanh ở phía Bắc. Điều này cũng áp dụng cho các khu vực Tây, Tây Nam, Tây Bắc và Đông Bắc. Chỉ nên trồng tối đa 2-3 cây xanh ở những khu vực bát quái này. Thứ tư, nên đặt cây lưỡi hổ ở vị trí nào trong nhà? Đặt cây lưỡi hổ trong phòng khách. Phòng khách là vị trí thu hút tài lộc cho gia đình, đồng thời đây cũng là nơi thể hiện cá tính, phong cách hay sở thích của chủ nhân nhằm gây ấn tượng đối với các vị khách ghé thăm. Cây lưỡi hổ đặt ở nơi phòng khách là khá thích hợp, nhất là nơi góc phòng bên cạnh kệ tivi, bên cạnh ghế sofa.
hai chậu lưới hổ đặt ngay hai bên lối cửa ra vào cũng là cách để án ngữ, xua đuổi bùa chú và mang vận may đến cho căn nhà của bạn. Đặt cây lưới hổ trong phòng ngủ. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng cây lưới hổ có khả năng hấp thụ nhiều khí độc như nicotine, oxit nitơ và formaldehyde. Đồng thời, loại cây này có cơ chế sinh học ngược, nhả khí oxy và hút carbonic vào ban đêm nên sẽ cung cấp thêm oxy cho quá trình hô hấp của con người. Do đó, đây là lựa chọn hàng đầu cho việc trồng cây trong phòng ngủ. Đặt cây lưới hổ trên bàn làm việc. Ngoài những chậu cây lưỡi hổ nội thất cao từ 1m trở lên, cây này còn có rất nhiều loại mini như lưỡi hổ Thái, lưỡi hổ vàng. Vị trí đặt cây lưỡi hổ mini thích hợp nhất vẫn là trên bàn làm việc. Chúng vừa hút tia tử ngoại từ máy chính, chúng vừa hút tia tử ngoại từ máy tính, đem lại không gian làm việc trong lành, lại vừa giúp cho công việc của bạn thêm hành thông, thuận lợi hơn. Trồng cây lưỡi hổ trong phòng tắm. Cây lưỡi hổ là loại cây ưa bóng râm, có thể sống trong phòng thiếu ánh sáng trong khoảng thời gian dài. Kể cả khi độ ẩm và áp suất trong phòng tắm cao thì điều ấy cũng không ảnh hưởng đến sự phát triển và sinh trưởng của cây lưỡi hổ. Không chỉ dễ trồng, lá của nó còn có thể hút bớt hơi nước, khí độc hại có trong không khí. Đây chính là sự lựa chọn lý tưởng cho nhà tắm và nhà vệ sinh. Tuy nhiên, khi trồng cây lưỡi hổ trong phòng tắm thì bạn nên lưu ý lau lá thường xuyên, phòng trừ côn trùng sâu bệnh phát triển vì đây là môi trường ẩm thấp, rất dễ sinh bệnh cho cây. Thứ năm là cách chăm sóc cây lưỡi hổ đúng cách. Cây lưỡi hổ là loại cây có sức sống mãnh liệt, tồn tại được trong những môi trường không thuận lợi, vậy nên việc chăm sóc cây lưỡi hổ tương đối dễ dàng và không mất nhiều thời gian. Nhưng để cây luôn ở trong tình trạng tốt nhất, người trồng nên xác định cần đảm bảo các yếu tố căn bản để cây sinh trưởng và ra hoa đầy đủ. Thứ nhất là ánh sáng. Lưỡi hổ khá nổi tiếng khi sống được với ánh sáng trực tiếp lẫn điều kiện ánh sáng yếu, vậy nên điều kiện ánh sáng vừa đủ kèm theo một ít bóng râm là trên cả tuyệt vời. Thứ hai là nước. Hãy cực kỳ cẩn thận khi tưới nước, cố gắng để đất không quá ướt, tưới nhiều nước có thể làm hư hại bộ rễ. Cây có thể sống hàng tuần mà không cần tưới nước nên chỉ cần tưới vừa đủ để bề mặt đất thôi. Thường thì 2-3 tuần hãy tưới một lần, chờ đất ráo nước rồi hãy tưới tiếp, không cần vội. Khi tưới cũng chỉ tưới phần đất xung quanh, không tưới thẳng nước vào lá hoặc toàn thân cây. Thứ ba là nhiệt độ. Dù chịu nóng giỏi, nhưng cây sẽ chịu sinh trưởng tốt nhất ở nhiệt độ từ 15 cho đến 27 độ C. Cũng cần chú ý nếu cây bị vàng lá thì hãy chuyển sang khu vực ấm hơn. Nói cách khác, lá chính là phòng vũ cho thấy tình trạng nước, quá nhiều nước cây sẽ rũ xuống, thiếu nước thì lá nhăn, trông héo úa. Phân bón. Có thể sử dụng các loại phân bón thông thường để bón cho cây lưỡi hổ. Các bệnh thường gặp. Tưới quá nhiều nước hay để ngoài trời quá lạnh thường là nguyên nhân chính gây ra các bệnh thường gặp ở cây lưỡi hổ. Các loại côn trùng, sâu, nhện sẽ nhân cơ hội này để tấn công cây, hút nhựa làm xuất hiện các đốm trên lá. Có thể rửa sạch bằng cồn, lau sạch các bề mặt lá và tăng độ ẩm xung quanh cây. Ngoài việc trồng cây lưỡi hổ thì những người tuổi ngọ cũng có thể trồng các loại cây sau đây. Thứ nhất là cây trầu bà. Cây trầu bà lớn nhanh, lá luôn xanh tốt là ý nghĩa của sự phát triển thịnh vượng, tài lộc sinh sôi, thuận lợi về đường con cái. Cây trầu bà rất dễ trồng và dễ chăm sóc cả môi trường nước và đất nên cây tượng trưng cho mọi việc thuận lợi, tư tưởng hanh thông, làm việc gì cũng dễ dàng. Trầu bà là dạng cây thân leo nên có thể treo ngoài cửa sổ để trang trí làm đẹp, lọc oxy cho cả căn phòng. Đặt chậu cây trầu bà trong phòng làm việc để khử khuẩn, thanh lọc không khí vượng phong thủy. Ngoài ra, còn có thể mắc dàn treo trước cổng hay tường rào bao quanh để tạo nét đẹp cổ kính, đẹp mắt cho ngôi nhà. Cây ngọc ngân. Theo phong thủy, cây ngọc ngân được mệnh danh là cây tài lộc mang về tiền tài, may mắn và thịnh vượng cho chủ nhân. Người ta tin rằng có cây ngọc ngân trong nhà hay trong phòng làm việc sẽ đem lại may mắn và tài lộc hưng vượng. Để phát huy tác dụng phong thủy, bạn có thể đặt cây tại hướng đông nam sẽ tích trữ nhiều năng lượng tích cực, vận khí trở nên tốt hơn. Cây còn có một cái tên khác là cây Valentine, một trong các đại diện cho tình yêu. Các cặp đôi có thể mua ngọc ngân làm quà tặng cho lễ tình nhân để thể hiện tâm ý, tình cảm chân thành dành cho nhau. Cây hồng môn. Cây hồng môn mang nhiều tầng ý nghĩa khác nhau. Xét về màu sắc, màu hoa đỏ đem lại sự nồng ấm, nhiệt tình, màu xanh của lá là màu của hy vọng. Có quan điểm cho rằng hoa hồng môn có sự biến chuyển màu sắc từ đỏ, cam cho đến màu cam nhạt, chính là đại diện cho vòng đời của con người từ lúc sinh ra, trưởng thành, già cỗi và mất đi. Cũng có quan niệm cho rằng hoa của loài cây này có hình trái tim, nên dù có màu sắc gì đi chăng nữa thì biểu tượng cho một tình yêu vẫn luôn bền vững. Đối với người dân Hawaii thì hoa hồng môn còn là biểu trưng cho sự hiếu khách, còn trong phong thủy, hoa hồng môn lại mang lại may mắn, tài lộc và thịnh vượng cho gia chủ.
Quý vị thân mến, trái với hình dáng bên ngoài đơn giản, không xanh tươi hay xinh xắn như các loại cây cảnh đề bàn thường thấy, cây lưỡi hổ lại mang trong mình một khả năng sinh tồn phi thường, kèm theo những lợi ích không nhỏ với con người trong điều kiện sống ồn ào, ô nhiễm không khí như hiện nay. Thực sự phải ngưỡng mộ loài cây này với khả năng thanh lọc không khí và cung cấp oxy cho phòng ngủ đặc biệt. Ngoài ra, cây còn có mang lại các giá trị phong thủy nếu được trồng đúng hướng. Tuy nhiên, trên hết, chọn và mua cây lưỡi hổ cùng với việc chăm sóc đúng đắn mới là điều cốt lõi của người trồng cần phải chú ý. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích về phong thủy, tử vi và tâm linh. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất tới từ kênh Phong Thủy Lộc Tài và không bỏ lỡ bất cứ video nào của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.